dứt tay, dứt điểm không, không vào. Xin chào tất cả các cầu thủ đang chơi ngày hôm nay gồm có số 21, Cao Sĩ Nam, Hùng Dơm, dứt điểm, không được. Với môn thể thao vừa với trái bóng tròn, rất nhiều thứ có thể xảy ra và ngay lập tức các thủ trẻ Lâm Sơn đã có bàn thắng. Người băng cắt vừa rồi đó là số 20, Việt Nam. Hùng Dơm không có bàn thắng thứ hai. Tiếp tục là Hùng Dơm. Thứ hai dứt điểm không được. Dứt điểm không được, vẫn còn Chí Tùng không vào. Của Thế Anh đã có bàn thắng thứ tư. Nếu như ngày hôm nay thì các thủ thành dân đang thi đấu khá dễ dàng. Chân dài của Thắng Đức. Dứt điểm này số 77. Rồi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Người vừa ghi bàn đó là Văn Hùng. Rồi, không vào. Thành công, 2 đấu 1. Dứt điểm thành công, đó là Văn Trường. Văn Trường đã để lại dấu ấn và lọt vào danh sách ghi bàn trong đối đầu ngày hôm nay. 5-1 rồi. Đánh biệt lại tiếp tục. Không vào. Rất khó hiểu. Không, đây là Văn Hùng. Vẫn là Văn Hùng. Cơ hội đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số giúp còn 2-5. Người ghi bàn đó là Hữu Tùng. Một cơn mưa bàn thắng đang đổ xuống tại sân bóng Quy Sơn. Đó là hiệu suất trong những trận ra quân. Hùng Dơm điều chuyển và điện bóng Chí Tùng. Chí Nam dứt điểm ngay của Chí Nam. 4-3 Nhật Nam. Cơ hội có bàn thắng thứ 6 rồi. Người ghi bàn đó là Sĩ Nam. Nhật Nam chuyển cho Sĩ Nam ghi bàn. We'll be right back.
Thank you.